Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục cái quyển ngữ pháp đó. Chúng ta đang về cái động từ to be và đang là bài tập của nó. Học bằng cái cách là đến đâu thì chúng ta đọc được. Nhẩn nha làm. Cái đầu bài tiếp theo, cái từ đó sẽ đọc thành khờ ôm khơm huyền khờm khờm Niche. Company. Cao lên cái âm E. Company. The sentences. Sen, N, sen. Tần. Sentence. Says. Says. Sentences. Complete the sentences. Là complete là hoàn thành. The sentences là các cái câu. Chúng ta sang bên kia tập mà. Complete the sentences. Complete the sentences. Complete. Complete the sentences. Complete the sentences. Nói âm đấy. Complete the sentences. Đó. Ừ, đến đâu mình nhận nha, mình đọc, mình tập nha. Cái câu thứ nhất. Steve. Đây là câu số 1 đó. Steve is thì chỗ này nó sẽ đọc Steve Zill. Steve Zill. Còn bình thường thì nó sẽ là i o. Steve is ill ill i o i o ill thì chữ đây sẽ là ill. Ill. Steve is ill. Steve is ill. Thử đọc nội âm Steve is ill xem nó có được không? Steve is ill. Steve is ill. Nội âm thì nó hơi khó. Mình chưa đạt cái trình độ đó. Thế cứ từ từ. He's in bed. Hoặc là he's in bed. Xem nào. He's in bed. Thì cái từ này nếu mà đọc he's nó sẽ khó hiểu. Các bạn nên đọc he is in bed. Đúng không? He is in bed. Thì cái từ bed với cái từ bad dễ nhầm nhau lắm. He's in bed. He's in bed. Đọc chữ đờ nữa. Bad. 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 Thì nó hai ra chữ bad. Bad. Để xem nó đọc khác nhau ở chỗ nào. Bad bad. Bad bad. Một thằng bad, một thằng bad mà khác nhau hoàn toàn đúng không? He is in bed. Bad. Trời ơi. Anh ấy rất tệ. Cái chỗ này thì chịu, rõ ràng nó đọc bad, mình đọc bad nó ra bad, chịu. He's in bed. Nha, anh ấy đang ở trên giường. Anh ốm này, hay là đọc cả hai câu thì nó mới hiểu anh đang ốm, anh ở trên giường. Thử phát. Steve is ill. He's in bed. Lại ra cái he kia. Thế từ từ. Steve is ill. He is in bed. Ừ, đọc cả hai câu thì nó mới đoán được là anh ấy bị ốm thì anh ấy phải nằm trên giường chứ không phải anh ấy đang trong tình trạng tồi tệ. Ok. Thì cái đó
thì còn phải phụ thuộc vào Google nó đoán nữa. Mình đọc vậy. Câu số 2. Đó là chúng ta vẫn đang học về động từ to be. Như vậy động từ to be thì nằm trong trường hợp. Câu thứ 2 là tôi không đói. Thì đọc sao? I chả biết Google nó có hiểu được không? I nếu mà không phải đọc là I am đúng không? I'm not. I'm not hungry. Ớ ngờ ơn hờ ơn hơn. G Re hungry. I'm not hungry. But I'm not hungry. But I đã chết. Điền vào đây là I I'm thì viết ở đây là I I'm tờ ơ tơ tờ tì thirsty or thirsty thirsty or thirsty I'm not hungry but I'm thirsty I'm not hungry but I'm thirsty. Nó ra dirty là cái gì? Nhìn đây đã không à? I'm not hungry, but I'm thirsty. Đó. Thì các bạn phải tập. Tôi không đói, nhưng mà tôi khát. Rồi tiếp theo. Mr. Thomas is a very old man. Điền đây này. He, ông Thomas là một cái người đàn ông rất là già. Ông ấy đã 98 tuổi rồi, hoặc cụ ấy đã 98 tuổi rồi. Thì chỗ đấy điền là he is 98. He is. Rồi, thế còn đọc thì sao? Đọc thì nó là Mr. 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 Thomas. 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 Mr. Thomas is a very Mr. Thomas is a very old man. He is 98. Mr. Thomas is a very old man. He is 98. Rồi, bây giờ mình sang mình đọc. Mr. Thomas is a very old man.
He is 98. Đó, thì ông Thomas là một người, là một ông già, một người ông rất già, ông ấy 98 tuổi. Rồi những cái ghế này thì không đẹp, nhưng mà chúng thì thoải mái, rất là thoải mái. Thì mình bắt đầu lại đọc tiếp. Câu số 4 đó. Thì cái đầu nó là these hoặc là these. Y này là y dài. Đó, y dài. These. Ch. Air. Chair. Chair. Z. These. Chairs. Aren't. Aren't. Beautiful. 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 These chairs aren't beautiful, but a third but they are hoặc là there. Thôi không viết tắt nữa, bởi vì đọc Google dịch viết tắt khó đọc lắm. They are comfortable. They are comfortable. Khấm ám âm khấm khấm sắc khấm khấm comfortable. Comfortable. Đó. These chairs aren't beautiful, but they are comfortable. Những cái ghế này thì không đẹp, nhưng mà chúng rất là thoải mái. Nào, giờ mình bắt đầu đọc. These chairs aren't beautiful, but they are comfortable. Đó, thì tàng tàng thì mình cứ đọc làm sao mà Google dịch nó hiểu được, nó cũng êm ái rồi phần nào thì mình đọc hay xong. Những chiếc ghế này thì không đẹp nhưng chúng rất thoải mái. Để tiếp theo, the weather is nice today nè. Hôm nay thì là một ngày đẹp trời, thời tiết đẹp. Trời thì ấm và nắng, trời là it is hoặc là it's warm and sunny. Câu này cũng có ở phần trước rồi. Mình sẽ đọc lại như sau. The, thường từ the họ sẽ đọc nhanh nhỏ. Weather, air, weather. The weather is, the weather is nice. The weather is nice today. The weather nice today. It's warm. Warm and sunny. Á nờ ăn sờ ăn sun. Nờ y ni huyền ni. The weather is nice today.
It's warm and sunny. Rồi, giờ mình đọc. The weather is nice today. It's warm and sunny. Đó. Mình hôm nay thì thời tiết đẹp, trời nắng ấm. Đó. Thì to be đang dùng vào những cái việc đó đó. Câu số 7 cũng là một câu mà đọc lại thì phải. Đó. Câu số 7. The weather is à đâu, câu số 6 chứ. Câu số 6. Late. No, I'm not. I'm early. Bạn bị muộn rồi. Không, tôi có muộn đâu, tôi sớm mà. Thế thì phải là you are late. You are late. Bạn muộn. You are late. Ơ chứ chứ. Phải điền you are vào đây. Còn đọc không phải đọc như thế. You are. Thế còn đọc thì phải đọc là you are. Ở đấy lại A này. You are late. L-A late. You are late. No, I'm not. I not. I'm early. Ơ này. Lì. Vừa ơ. Ơ thằng này lì quá. Ơ lì. Bạn muộn này. Không, tôi có muộn đâu. Tôi sớm chứ. You are late. Rồi. Bây giờ bắt đầu đọc. You are late. No, I'm not. I'm early. No, sao lại thành now thế kìa. You are late. No, I'm not. I'm early. Oh, yeah, late, sao lại thành like. You are late. No, I'm not. I'm early. Đấy, lại ra cái kia rồi. Lại xấu rồi. Cứ mỗi càng sai một chữ. You are late. Bạn muộn. Late. A late. You are late. Late. Chắc đọc hết cả câu cho nó đoán. You are late. No, I'm not. I'm early. Rồi, cuối cùng được một câu hoàn chỉnh. Đấy là câu số 6. Bây giờ đến câu số 7. Câu số 7 là Catherine. Catherine. Khá này. Khá. Khá. Catherine. Catherine. Catherine isn't. Catherine
isn't at home. At. At home. How? Xong rồi. At home. At work. Thế là cô ấy, she. Cô ấy không ở nhà, cô ấy ở chỗ làm việc đúng không? She is at work. She is at work. Work. Catherine isn't at home. She is at work. Giờ mình lại đọc. Catherine isn't at home. She is at work. Isn't lại tưởng isn't đọc lại. Catherine isn't at home. She is at work. Rồi. Catherine isn't at home. She is at work. Bọn này đọc nối âm đấy. Kệ nó. Câu số 8. Những từ mà lạ như là từ coach thì các bạn có thể tra cứu từ điển hình ảnh. Các bạn có thể gõ là gì? Or coach, enter. Sau đó thì các bạn tra cứu hình ảnh. Đó là coach, coach, đúng không? Thì nó dễ nhớ hơn. Ở cái câu này sẽ theo mẫu như sau. Đây, áo của bạn đây là mình xòe tay, mình cầm, mình đưa cho họ. Thì nó sẽ là điền vào đây, nó sẽ là here. Here. Here is. Here is. Đây là áo khoác của bạn. Here is your. Như vậy phát âm sẽ là here is your coat. Coat. Oh, thank you very much. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Very. Múc. À quên. Much. Here is your coat. Oh, thank you very much. Đó, mình đọc như thế. Nào mình đọc. Bay lên đây mất rồi. Here is your coat. Oh, thank you very much. Chữ coat, cái âm ch lại nhầm âm ch thành huấn luyện viên rồi. Here is your coat. Coat. Cái từ đó mình đọc chưa chính xác. Here is your coat. Oh, thank you very much. Here is your coat. Oh, thank you very much. Coat. Cái âm nó sẽ bị nhầm, mấy cái từ nhầm nhau quá. Here is your coat. Oh, thank you very much. Cái từ here nó phải cái âm ở to lên chắc giống từ there. Here is a coat. Coat. Hai cái này âm giống nhau quá. Here is your coat.
Oh, thank you very much. Thì đôi khi nó phải đoán vì hai cái từ coach và coach nó rất là giống nhau ở cái âm, nó khác nhau ở cái âm cuối là âm ch và âm ch, nó khác nhau một chút thì đôi khi nó phải đoán. Đó là toàn bộ cái bài 1.3 để hướng dẫn các bạn cái cách đọc. Chúng ta thấy là để mà tập đọc được đúng hết thì chúng ta mất rất là nhiều thời gian. Đó, mất rất nhiều thời gian và phải kiên trì. Thì nhưng mà cái lợi là chúng ta nghe được, đọc đúng thì chúng ta sẽ nghe được, chúng ta sẽ tự tin với cách đọc. Và như vậy nếu kết hợp cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì thời gian nó sẽ mất rất là nhiều và chúng ta toàn diện hơn, chứ còn chỉ viết không thì tôi nghĩ là chưa có đủ. Rồi ok, ta tạm dừng cái video này ở đây nhá.